Có mà.
Này thì mình cứ bao ấy nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Tangerine để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình cút bao giờ mình đét lại. Quả nó rẻ đó, quả càng to. Thế thôi. Thế thế đó, ở ở đâu? Nó có ăn đây đây. Có ăn. Mày cứ cho ăn đi, ở đó thằng ăn đi được á. Cầm ăn nhìn ăn nhiều lắm. Cháu lấy nhiều hay lấy ít, lấy nhiều thì cô giảm cho 15.000 thôi. Để thử nhé. Chắc mà lá. Đưa chín đi. Bán rẻ ơi, giờ là gần tối rồi bán cho 5.000 thôi. Thoải mái, táo tỏ được đấy. Quý đi, cơm 5.000 thôi. Bao nhiêu? 5.000 một cân nhà. 5.000 cân, cứ bóc lấy, không cần chọn. Cứ bóc đâu, cứ bóc đâu. Ồ, con nhà con to hết rồi. To bé, cứ cân, cứ cân, cứ cân, cứ cân, cứ cân, cứ từ đầu không làm thế thế nào? Hẹn mẹ nó bao nhiêu là đây à? À đây 2 cân 10.000. Nếu có thương thì nhiều to thế. Mấy à, tranh được 2 quả nhớ. Thế quý nào? Nói nào? Lọc bừa ướt nó, anh này phải loa, ố bò bừa. Mấy cân?
nhận ra lỗ. Nó tự chụp con sẽ đá. Yeah.